đã đến với tiếng Anh y khoa. Đối với việc học tiếng Anh y khoa thì các bạn không thể nào mà không biết đến những cái phần quan trọng sau đây. Thứ nhất đó là root word, tức là cái từ gốc. Um, root word is the main body of the word, tức là cái thân chính của một cái từ nào đó. Prefix, prefix là tiền tố. Uh, a prefix placed before a word to modify its meaning, tức là một cái tiền tố là một cái cái từ được đặt trước đặt trước một cái cái từ nào đó để sửa đổi ý nghĩa của nó. Suffix suffix là gì? Suffix là hậu tố. Attached to the end of the word or the root word to modify its meaning. Tức là cái suffix là một cái từ gắn vào um, cuối của một cái từ hoặc là cuối của một cái gốc từ để mà thay đổi ý nghĩa của cái từ đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói về một vài ví dụ nhé. Thứ nhất là một cái prefix an, an có nghĩa là without Um, có nghĩa là and, có nghĩa là without um, and đây là một cái suffix thôi các bạn pay attention trình chưa bên trái nhiều nha tại vì chị dùng, thì chị um, hỗ trợ, được hỗ trợ Google Translate tại vì tiếng, tiếng Việt của chị không có được rành lắm nhưng mà mong là uh, các bạn vẫn có thể hiểu nhá and tức là prefix có ý nghĩa là without hydrate tức là một cái root word có nghĩa là water, tức là nước vậy thì chúng ta ghép hai từ này lại với nhau là anhydrous tức là without water without water anhydrous à, thì chúng ta sẽ thấy rằng một cái prefix nằm trước một cái root word tạo ra một cái từ mới cái combined word gọi là without water à, mình cũng có thể nói là without water nhưng mà khi mà chúng ta nói anhydrous thì nó à, chuyên môn hơn và à, đối với một người học tiếng anh đi qua thì chúng ta cần dùng mấy cái từ chuyên môn như thế này um, hoặc là chúng ta cũng có thể nói trong cái việc giao tiếp bình thường nhưng mà um, có thể là show off cái cái sự hiểu biết của chúng ta chẳng hạn thì đó cũng là một cái việc tốt tùy theo cái uh, cái đối tượng mà chúng ta tiếp xúc thì chúng ta có thể dùng như thế nào thứ hai là chúng ta sẽ nói là suffix uh, sub sub là một cái từ prefix chứ sub là một cái từ prefix có ý nghĩa là below normal normal là cái word word là bình thường vậy thì chúng ta nói nói hai cái từ này với nhau chúng ta sẽ có cái từ là sub normal sub normal tức là below normal là không có bình thường bất bình thường dưới mức bình thường chẳng hạn chúng ta gọi là, là sub normal ví dụ cái tiếp chúng ta nói tới là một cái suffix 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 là một cái từ à, Chúng ta có nói ở trên đó sẽ, sẽ đứng sau một cái từ nào đó Để mà thay đổi cái ý nghĩa Aidos, cái suffix có nghĩa là inflammation Là một cái hậu tố Inflammation là viêm Hậu tố, viêm card, card là một cái root word Là một cái từ gốc Để nói về tim, trái tim Khi mà chúng ta nói hai cái từ này lại với nhau là carditis Tức là inflammation of the heart Là viêm, tim viêm tim inflammation of the heart. Bây giờ chúng ta sẽ nói tới một cái thành phần khác nữa là cái uh, uh, combined word. Thường thường á những cái combined word tức là hai cái từ ghép lại với nhau chúng ta sẽ dùng một cái nguyên âm. Thường cái nguyên âm o oh, nó sẽ được Um, chèn vào hai cái từ gốc để làm nên một cái từ mới hơn nghe nó hay hơn nhưng mà cũng có thể um, bày tỏ được một cái, cái ý mà chúng ta muốn nói chúng ta ví dụ như nha ví dụ speed speed là nói về tốc độ meter là một cái device là một cái thiết bị cái dụng cụ vậy thì chúng ta để nói về một cái thiết bị để đo tốc độ thay vì chúng ta nói là is a device that measures speed thì chúng ta nói là is a speedometer speedometer chúng ta dùng cái từ ô cái vào cái nguyên âm ô oh này để nói hai cái từ này lại với nhau để có một cái từ là speedometer speedometer là một cái device the measure speed ví dụ kế tiếp chúng ta sẽ nói tới là a device that measures the human head khi chúng ta nói chuyện với một người thông thường a lay person chúng ta cũng nói oh it's a device that measures the human head nhưng mà chúng ta nói chuyên môn một chút với thì chúng ta sẽ nói là a cephalometer cephalometer cephal là nói về cái cái đầu cái thành phần đầu O là một cái, cái tính cái cái nguyên âm mà chúng ta sẽ chèn vào hai cái từ này. Meter là một cái device that measures. Meter là một cái thiết bị để đo. Vậy thì chúng ta để nói chuyên môn hơn is a device that measures the head chúng ta sẽ nói là uh, cephalometer, cephalometer, cephalometer. Thí dụ kế tiếp chúng ta sẽ nói là thermometer, thermometer cái từ vựng này rất là quan trọng a thermometer và chúng ta sử dụng để mà đo nhiệt độ ở trong nhà hoặc là đo nhiệt độ của cơ thể vân vân thermometer a device that measures the temperature Term tức là temperature là nhiệt độ o là một cái nguyên âm mà chúng ta chèn vào hai từ và meter is a measure device a device that measures or a measuring device so thermometer is a device that measures the temperature chúng ta sẽ có một vài ví dụ sau nữa ha là combining forms như là muscle, muscle, muscle là cơ bắp, skeletal là xương khi mà chúng ta nói về một cái từ vẫn nói về cơ và xương thì chúng ta sẽ dùng musculoskeletal musculoskeletal muscle um, trong y khoa thì chúng ta hay nói về cái system, mọi cái system chúng ta sẽ nói là musculoskeletal system kế tiếp nữa chúng ta sẽ nói về gas gastric tức là stomach là một cái, um, cái root word uh, là một cái từ từ chính từ gốc để uh, nói về stomach tức là dạ dày. Enter, enter là một cái từ root word, một cái từ chính để nói về intestine. Intestine là ruột. Mà khi chúng ta nói hai cái từ này lại với nhau á, chúng ta sẽ có một cái nguyên âm o và chúng ta sẽ thêm một cái nguyên âm o nữa, gastro, -intero, gastro gastrointestinal. Gastroentero đứng riêng thì nó không có ý nghĩa gì ngoài là cái việc mà nói về nói về dạ dày về nói về ruột nhưng mà để thêm một cái một một cái điều nữa là chúng ta nên để, để miêu tả thêm để cái từ này nó có ý nghĩa hơn á, thì chúng ta là có cái từ gastroenterology ology is the study of là cái nghiên cứu cái cái khoa học cái, cái the study of là một cái ngành học nào đó vậy thì chúng ta sẽ combine những cái từ này lại với nhau gastroenterology gastroenterology là study of the stomach and intestine nghiên cứu về dạ dày và dạ ruột Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ có một vài ví dụ nữa nhé. Aorta, aorta là một cái một cái động mạch chủ, động mạch chủ khi mà tim chúng ta bơm máu thì động, sẽ ra ngoài cái động mạch chủ. Um, và chúng ta dùng một cái nguyên âm o um, là aorta. Thì chúng ta dùng aorta thì chúng ta aorta mà ghép với lại cái chữ iris này rất là khó, không lẽ chúng ta nói aorta iris không được. Chúng ta sẽ nói là aortitis, aortitis, aortitis. Nói chúng ta sẽ sẽ um, Um, sẽ, sẽ ghép hai cái chữ này, chữ này lại với nhau thì nó xa, sẽ, ra một cái từ aortitis. Itis là inflammation, tức là aortitis là inflammation of the aorta hoặc là viêm động mạch chủ. Kế tiếp chúng ta sẽ nói là uro, uric hoặc là uro emia emia là một cái cái hậu tố nói về một cái việc nó nằm ở trong máu emia ví dụ chúng ta nói anemia là thiếu máu chẳng hạn ha thì khi mà chúng ta nói hai cái từ này lại với nhau thì chúng ta sẽ có cái từ là uremia uremia tức là urea in the blood tức là cái chất urea trong huyết để kết thúc bài học này thì chị gọi tới các bạn nha ha ba cái từ prefix và ba cái từ suffix chúng ta nói về sub prefix những cái cái uh, tiếp đầu ngữ và suffix là những cái uh, uh, cái 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 phần đứng sau để mà nói lên một cái ý nghĩa của một cái từ nào đó uh, thì uh, Uh, ba cái từ mà prefix chúng ta sẽ học là uh, anti tức là anti là against something là chống lại một cái điều gì đó cái ví dụ chúng ta anti-social tức là phản xã hội hoặc là chống xã hội những người có anti-social personality á những cái tách cái tính cách gọi là tính cách phản xã hội á, thì họ thường thường uh, hay uh, 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 phạm luật của xã hội rất là nhiều try là gì try tức là three là là nói về ba ba cái phần gì đó ví dụ cái tripod là một cái cái chân á, cái tripod chúng ta thường dùng để mà chúng ta quay hình chẳng hạn đó là cái 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 vụ dụng cụ nó có ba chân scope là gì scope là một cái cái từ Um, uh, một cái, cái cái prefix nói về to see để mà nhìn thấy cái gì telescope là cái kính hiển vi kính hiển vọng mà chúng ta tell tức là is to see something in distance telescope thì chúng ta sẽ nói về uh, cái kính hiển vọng kính hiển vi cái kính để nhìn nhìn xa đó và suffix đó là chúng ta sẽ nói về hậu từ ha ba cái hậu từ chúng ta sẽ học là Itis tức là inflammation tức là viêm appendicitis là inflammation of the appendix tức là đau ruột thừa appendix là nói tới ruột thừa appendicitis là đau ruột thừa ology is the study of là nghiên cứu hoặc là học về một cái gì đó cardiology is the study of the heart là học về ngành nghiên cứu về tim mạch chẳng hạn phobia là gì? phobia là fear tức là sợ hãi hydro là nước khi mà nói hai cái từ này lại với nhau thì chúng ta sẽ có cái từ là hydrophobia is fear of water là sợ nước đó, chị gửi tới các bạn những cái cái điều chính mà chúng ta học ở trong y khoa, tức là chúng ta cần nhớ um, uh, root word, chúng ta cần nhớ prefix tức là tiền tố và suffix là hậu tố để chúng ta ghép những cái từ trong tiếng Anh y khoa. Uh, điều này nó quan trọng trong học tiếng Anh thông thường cũng như là học tiếng Anh y khoa và những cái chuyên ngành khác. Ok, chị chúc các bạn một ngày thật là vui và học học tập thật là tốt. Xin thân chào tất cả các bạn.